mấy tờ, 3 tờ, 4 tờ. Messi. Gì vậy? Sửa máy bò lại trên đây mấy chai nước về thì bị xếp la hả? Đó, xếp la. Mấy chai nước à? Mà mày nó nói phụ nữ ở trên đây mà đi dưới đi lên đây họ không có bo cho phụ nữ ở đây được chai nước uống hơn cục kẹo gì hết trơn. Ở Sài Gòn lên. Ủa, tốc độ 22 muốn gì nữa? Mấy cái cua đó qua nó cũng dễ mà đúng không? Ừ. Đầu tiên thì chưa quen, cái bây giờ quen rồi nó mai nó cũng thấy qua thì nó dễ hơn lúc mình chưa có quen. Đúng rồi, chưa quen nó cũng cực. Không dám quanh sợ nó bị lệch. Hồi lúc đầu mới mai thì không dám quanh lẹ. Đúng rồi. Chơi. Cái mai quen nó khác. Không có đạp nó luôn à, ý là không có đạp cho nó trùng mũi luôn à. Đạp trùng rồi nè, tới nó trùng vừa trùng mũi nè, mình kéo cái mũi dậy xuống. Đúng rồi, đúng rồi. Đâu có để nó. Thắt nút lại cho chắc cú chứ không thôi tột hết.